Em thấy Khoa dắt xe chuẩn bị đi đâu á, ngồi trước không chị? Mỹ ơi, bạn chồng sức khỏe Mỹ không lo mà thành Mỹ mà lỗi lên đây nè. Để tiếng nè. Cậu gì à, thằng Mỹ à? Chào bé, Mỹ. Chào mọi người. Chú em đi chơi vui vẻ nha. Mỹ. Chào nhà, thằng Mỹ em là đi chơi. Đây cuối tuần đi à. Mỹ bữa nay đi giải ngố mà. Đó mọi người thấy chị Loan đâu? Chị đang sao cái máy tính vậy? Cái máy tính sát cái bụng màu vàng rồi. Con shipper này em tới nhận là thịt hàng to của khách nha chú chị. Chiều hôm nay thì thằng Mỹ ha đi giải ngố với mấy bạn rồi. Cuối tuần này cho chú anh chị. Em chắc em cũng về đi giải ngố đó nha. Thì thường thường thì chiều thứ bảy thì tất cả chúng ta gia đình thì nó cùng với gia đình đi ăn cái gì đó, thường ít nấu ăn lắm, dắt nhau đi ăn đó nha. Còn ai có người yêu thì sẽ cùng với người yêu đi cà phê, đi uống nước, đi thăm gió. Giờ thì shop vẫn bán hàng đều đều. Hôm nay là cuối tuần cho nên là có khá là nhiều đơn hàng. Tới mua rất là nhiều. Chú Chánh với Hòa đang dọn cho xe đến chở đi nha. Ở phía trong, ở trong nhà thì có một sắp thùng ha. Chú Chánh đem ra là cho mấy bạn xe rác nè cả nhà, cho mấy bạn ấy có thêm thu nhập. Thì lần trước thì xe rác kia thì cũng đã được đổi xe rác này sẽ đi rác hay nhà. Xe rác lần trước thì không có còn phụ trách ở nhà Hồng Loan nữa. Đây là xe rác bên tổ rác mới, dễ thương ha nhà. Em thấy chiều hôm nay ở shop trời khá là mát mẻ này cô chú anh chị.
khá là mát mẻ ha. Thì sáng tối hôm qua có cơn mưa nhẹ, hôm nay thì trời cũng khá là mát mẻ ha. Em thấy có một Hồng Loan có chia sẻ một cái status ở trên fanpage nè cả nhà, chia sẻ về công dụng của đông trùng hạ thảo á quý anh chị. À, để em đọc chia sẻ lại với cả nhà mình cùng biết ha, để mình cùng sử dụng ha cả nhà. Nên cô chú anh chị, em sẽ đọc cho cả nhà mình cùng nghe ha. À, cách dùng và công dụng của đông trùng hạ thảo con chia sẻ để gia đình mình biết để bồi dưỡng sức khỏe nha. Đông trùng hạ thảo giúp thứ nhất là tăng cường miễn dịch cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe của phổi nè, tăng cường sức khỏe tim mạch, kiểm soát và ổn định đường huyết, tăng cường sức khỏe gan, hỗ trợ sức khỏe của thận, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa ung thư, làm đẹp cho phụ nữ. Những đối tượng nào nên sử dụng đông trùng hạ thảo? Trẻ em là đối tượng không nên sử dụng đông trùng hạ thảo. Mặc dù đông trùng hạ thảo có rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, thế nhưng không phải đối tượng nào cũng dùng được. Đây là một vài trường hợp không nên sử dụng đông trùng hạ thảo nha. Trẻ em dưới 13 tuổi là không nên dùng đông trùng hạ thảo nè. Người bị lupus, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp khi sử dụng đông trùng hạ thảo thì càng làm bệnh nghiêm trọng hơn. Và những lưu ý khi dùng sử dụng đông trùng hạ thảo nha. Không dùng đông trùng hạ thảo khi sử dụng các loại thuốc hạ đường huyết. Sử dụng đông trùng hạ thảo có thể tăng nguy cơ chảy máu nè. Nếu dùng đông trùng hạ thảo bồi dưỡng sức khỏe hàng ngày thì mỗi ngày chỉ nên dùng 1-2 gram. Nếu muốn dùng đông trùng hạ thảo bồi dưỡng sức khỏe cho bệnh nhân mới phục hồi điều trị cần xin ý kiến tư vấn của bác sĩ. Đó. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng đông trùng hạ thảo khô theo chiều nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như là cách sử dụng đông trùng hạ thảo khô để hầm canh, ủ rượu, ngâm mật ong, nấu cháo vân vân. Cho 2 đến 5 cộng vào ly cối, sau đó cho nước 70 độ vào hơn nửa ly, sau đó để nguội và thưởng thức nha. Đây cả nhà, đây là đông trùng hạ thảo của shop Hồng Loan nha cả nhà. Và một hũ như thế này nó sẽ có giá là 250k nha cô chú anh chị. Đó là Hồng Loan chia sẻ về công dụng của đông trùng hạ thảo và những ai không nên dùng đông trùng hạ thảo cô chú anh chị mình lưu ý để mình sử dụng cho phù hợp ha. Thì buổi chiều hôm nay ở shop thì cũng bán khá là nhiều đơn hàng. Cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương và ủng hộ Út Mến cũng như gia đình, yêu thương gia đình Út Mến nha. Và em xin phép khép lại video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video tiếp theo nha.